11. Cô có biết lần đầu cảm nhìn thấy cô đã cảm thấy cô thực sự rất giống Mạc Tâm không? Có lúc Mạc Nguyễn cô nương rất giống hoàng hậu, bộ dạng tàu ấy thực sự rất giống nhau. Tặng miếng ngọc đồng tâm này cho hai điện hạ, mong hai vị điện hạ sẽ chân thành với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, chứng hưng đại chữ ta. Diêu cô nương, từ khi tạm biệt ở bãi săn, tôi không ngờ có thể gặp lại ở đây. Cả hai người đều là công tử xuất sắc, muội muội đã chọn được ai chưa? Dạ quân thanh có thể từ bỏ thứ mà dạ hồng dịch không thể từ bỏ. Quân ấy không cần muội, nhưng dạ quân thanh ta cần muội. Nếu sau này có một ngày bản dương chán ghét nàng, hoài nghi nàng, phụ bạc nàng, thì để cho ông trời, cho bản dương mất đi nàng. Tử đi đường xa như vậy, để giúp huynh ấy cầu diện binh sao? Phải. Nếu ta không cứu huynh ấy thì sao? Vậy thì Tâm Nhi sẽ sống chết cùng với chàng. Ta với Túc Tương Dương chỉ hoàn thành một bức tranh mà thôi. Có ai được chứ? Bây giờ thân phận của chúng ta đã khác, e là không tiện gặp nhau nữa. Ta là Diêu Mạc Tâm, có chuyện gì làm khó ta được chứ? Trọng Nhi, mau cứu con ta. Sao lại có nhiều máu như vậy, tỷ tỷ? Mạc Uyển, xin lỗi, tỷ tỷ sẽ quay lại cứu muội. Ta là Diêu Mạc Tâm. Thì ra lần trúng độc đó đã khiến cho ký ức của tỷ muội chúng ta qua làm một.
ta lại có ký ức của Mạc Tâm và Mạc Uyển cùng một lúc. Còn 3 tháng nữa là Rộng Nhi ra đời rồi. Nhưng mỗi lần rằm nghĩ đến là trong lòng cứ không yên. Nô tài hiểu rồi. Nô tài sẽ giúp đỡ Hoàng thượng hết mình. Hoàng thượng cứ an tâm. Mạc Tâm, lúc trước ta cứ muốn ở bên cạnh tẩu, bảo vệ tẩu cả đời. Xem ra bây giờ mong muốn này đã thành hiện thực rồi. Chỉ tiếc là bây giờ đã xa cách mãi mãi, lòng người đã thay đổi. Trước giờ ta chưa từng nghĩ rằng ta cũng sẽ thay đổi. Mạc Tâm, xin lỗi. Hình như trong tim ta đã có người khác rồi. Nhưng ta đoán có lẽ đó đều là lúc trước tẩu môn thấy, đúng không? Mạc Tâm,
Cậu yên tâm, ta đã quyết định từ bỏ hết những chuyện của ngày xưa rồi. Từ nay về sau, ta sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt thay tổ. Mạc Uyển. Mạc Uyển, cô sao vậy? Bản cung không sao. Bản cung. Nhưng Mạc Uyển, rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Có phải cô vào cung đã điều tra được manh mối gì không? Cô đừng dọa ta. Quỳnh có nhớ ta từng nói với Quỳnh cái chết của tỷ tỷ có chỗ kỳ lạ không? Ta đã tìm được thuốc của thuốc an thai đó rồi. Ta đã tìm thấy ba lọ thuốc độc, là Tô Thanh Phong, Tử Giao và Mã Tiền Tử ở trong đó. Tô Thanh Phong, ở đại chữ không có thuốc này. Hoàng tộc đại thuộc dùng thuốc này để dẫn thuốc, cực kỳ quý giá, người bình thường không thể có được. Còn phụ Tử Giao, ta đã từng thấy ở trong bảo cát trong cung, khi ta trộm Cửu Long Bôi. Nếu là như vậy thì đúng rồi. Đậu Sĩ Minh quản lý việc chính ở biên giới thuộc chữ. Ông ta qua lại không ít với các quý tộc đại thuộc. Trước khi tỷ tỷ bệnh nặng nửa tháng, ông ta bí mật vào kinh. Chắc là ông ta đã mang Tô Thanh Phong vào kinh lúc đó. Dựa vào mối quan hệ giữa ông ta với Diêu Tố Loan, thì chắc chắn cô biết ai bỏ thuốc này vào. Phụ Tử Giao có thể khiến phụ nữ có thai bị sảy. Người có thể giấu đi thuốc này trong bảo tàng cát chỉ có thể là hoàng thượng thôi. Nói như vậy thì cuối cùng là Mã Tiền Tử do Lý Quý Nhân bỏ vào rồi. Lý Quý Nhân chỉ là người chịu tội thay thôi. Nô tỳ chỉ của ta lúc đó là họ hàng của Thái Diệp, nô tỳ thân cận của Dương Thắm Nhược. Ta đoán được chuyện hoàng hậu bị bệnh nặng không đơn giản như vậy, nhưng ta không thể ngờ đây là cả âm mưu của hậu cung và hoàng thượng. Có lẽ điều làm ta đau lòng nhất là người tự tay đẩy tỷ ấy xuống địa ngục lại là người chồng mà tỷ ấy yêu thương mặn nồng. Còn có người tỉ muội thân thuộc, đau lòng quá. Thứ vô dụng nhất trên đời này là tình cảm, đặc biệt là trước sự tranh giành quyền lực. Tình cảm lại càng là điểm yếu chí mạng, yếu đuối đến mức không thể nào bảo vệ người thân. Tiếc là đến khi chết tỉ mới hiểu đạo lý này. Nhưng chuyện đã đến mức này, chúng ta nên có kế hoạch lâu dài. Bước tiếp theo cô định làm thế nào? Báo thù. Báo thù. Ngoài Đậu Thị và hậu cung ra, còn có cả hoàng thượng trong đó nữa. Cô muốn làm vậy thật sao? Ta e là cô sẽ dẫm lên chiếc xe đổ của tỷ tỷ cô. Vậy thì đã sao? Tấm chân tình của tỷ tỷ bị bọn họ dồn vào tình cảnh như thế này. Đứa con trong bụng của tỷ ấy vẫn chưa ra đời đã chết yểu. Quynh không hiểu nỗi khổ bị phản bội, Quynh lại càng không hiểu nỗi đau mất con. Bây giờ ta đã nghĩ thông suốt rồi, ta phải bắt bọn họ trả giá vì tỷ tỷ và mẹ. Ta biết trong lòng cô rất buồn, nhưng cô như vậy
thì làm sao Quân Thanh yên tâm được? Quân không cần khuyên ta. Chuyện hôm nay chúng ta nói chỉ có ta và Quân biết, Quân không được cho Quân Thanh biết. Quân ấy đã hy sinh quá nhiều về mặt tâm rồi. Ta không thể để Quân ấy tiếp tục gánh giác trách nhiệm báo thù này nữa. Quân hứa với ta đi. Nhưng một khi Quân Thanh biết được thì Quân ấy chắc chắn sẽ mặc kệ bản thân, xông lên dùng máu mở đường. Cẩm Mi, cảm ơn Quân. Chăm sóc Quân Thanh thật tốt thay ta nhé. Sao muội lại ở đây? Sao ta không được ở đây? Xem ra lại ở cùng tỷ tỷ cả đêm rồi. Không phải như muội nghĩ đâu. Tỷ tỷ và Quân Thanh đều với tình cảm của ta, một chân đạp hai thuyền. Rõ ràng trong lòng không có ta, nhưng lại toàn tỏ vẻ quan tâm đến ta, làm ta không thể rời bỏ. Đúng là hành động vô liêm sỉ. Thì nói xem có đúng không? Đang nói bậy gì đó? Sao Bản Dương lại là người như vậy được? Vậy Quynh đang phủ nhận chuyện một chân đạp hai thuyền, hay đang phủ nhận chuyện trong lòng không có ta? Sao hôm nay mùi kỳ lạ vậy? Dạ Quân Thanh, tạm thời không bàn đến chuyện trước đây Quân thật lòng hay giả dối với ta. Suốt thời gian qua Quân cứ một mình chạy về phía trước, ta đuổi theo sau. Mệt quá. Hôm nay ta muốn hỏi Quân, rốt cuộc trong lòng Quân có ta hay không? Bản Dương, Quân đừng trả lời dội. Hôm nay Quân hãy làm hết những chuyện được liệt kê trong đây với ta, suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời cũng không muộn. Nhiều vậy sao? Nhưng sao muội lại muốn hoàn thành trong hôm nay? Chẳng phải sau này chúng ta có rất nhiều thời gian sao? Xem như ta tùy hứng đi, ta muốn hôm nay phải hoàn thành. Chiêu Mạc Uyển và Quân Thanh.
không được xem. Quay qua đi. Đi thôi. Mong cả đời sẽ không rời xa Quân Thanh. Bên nhau đến chết, trong mơ hay ngoài đời đều trăn trở. Nhớ nhung tương tư, gọi tên Mạc Uyển. Quynh còn nhớ đây là nơi nào không? Đương nhiên, nếu không có muội, e là ta đã gặp chuyện không hay rồi. Đây là nơi đầu tiên mà chúng ta sống chết cùng nhau. Nếu không giờ lần gặp nguy hiểm đó, e là đến giờ chúng ta vẫn là hai người xa lạ. Vậy nên, tất cả đều đã được định trước. Giống như ta, quanh đi quẩn lại dẫn đến nơi này. Không ngờ Quynh vẫn ở chốn cũ. Bản Dương và muội gặp nhau, hiểu nhau từ đó. Sao lại nói là đợi muội? Ta muốn nói, lúc đó ở ngay đây, ta đã cõng Quynh cả đoạn đường vì muốn cứu Quynh sắp mất cả nửa mạng. Nên Quynh phải cõng ta đi quãng đường còn lại. Mau, ngồi xuống đi, cõng muội. Nào, Quân Thanh, nếu đột nhiên tỷ tỷ xuất hiện trước mặt Quynh, thì Quynh sẽ nói gì với tỷ ấy? Đã lâu không gặp, tao khỏe không? Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi. Vậy Quynh đoán xem tỷ ấy sẽ nói gì với Quynh? Cái này thì ta không rõ. Ta đoán tỷ tỷ sẽ nói: lâu rồi không gặp. Quynh yêu tỷ tỷ sâu đậm như vậy. Nếu tỷ ấy xuất hiện lần nữa, Quynh sẽ không muốn níu kéo hay có được tỷ ấy chứ. Có thể trên đời này có nhiều sự cho đi, cũng không thể mong cầu sẽ đáp lại. Nếu tỷ ấy đồng ý đi cùng Quynh thì sao? Tiếc là tẩu ấy đã thành thân cùng người khác, và người đó không phải là ta. Vậy nên chỉ cần tẩu ấy bình yên, ta sẽ canh gác cho tẩu ấy cả đời. Mày đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ tỷ tỷ không phải là người vô tình, chỉ là vận mệnh trêu ngươi đã khiến cho hai người bỏ lỡ nhau. Nếu có cơ hội làm lại lần nữa, tỷ ấy nhất định sẽ chọn Quynh. Hôm nay muội sao vậy? Sao cứ nhắc đến mặt ta mãi vậy? Không có gì. Ta muốn nói tốc độ này của Quynh, đợi lên đến núi thì mặt trời cũng lặn rồi đó. Quynh có thể nhanh hơn không? Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh nè.
Đủ nhanh chưa? Được rồi. Nếu như lúc đầu chúng ta không xin hai ông bà lão giúp đỡ chúng ta, có lẽ bây giờ bọn họ vẫn còn ở đây sống một cuộc sống vui vẻ. Dạ Quân Thanh, ta thề với hai người, ngày nào ta còn sống sẽ không để chiến tranh loạn lạc làm hại bách tính đại chữ, sẽ không để bi kịch diễn lại lần nữa, nhất định sẽ không phụ ơn cứu mạng của hai người. Đi thôi. Đến rồi. Nơi này là... Đỡ Chí Quỳnh, nơi này chỉ là một khu rừng bình thường, nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn đối với ta. Ta đã có được cái tên đầu tiên ở đây, Niệm Tâm. Quỳnh nói xem bây giờ ta vẫn chưa có tên, hay là Quỳnh đặt cho ta một cái tên đi. Tên sao? Niệm Tâm. Niệm Tâm được không? Sao hả? Đưa bản Dương đến đây để trách bản Dương. Từ khi gặp muội đã có ý định chân trong chân ngoài rồi. Sao có thể như vậy được? Chỉ là quanh co một vòng lại về chốn cũ. Cũng tại nơi này, ban đầu Quỳnh có lòng biết ơn đối với ta, chứ không phải là tình cảm nam nữ. Nhưng đến bây giờ mới thấy thật kỳ diệu. Đừng nói mùi chỉ cần như vậy là đủ rồi nha. Tương lai còn có một con đường rất đẹp đang chờ chúng ta cùng nhau ngắm. Mạc Uyển, đợi những chuyện trước mắt ổn rồi, chúng ta hãy rời xa chúng triều đình tranh giành lẫn nhau, sống một cuộc sống bình thường, an nhàn tự do. Sao vậy? Quỳnh Thanh, Quỳnh đáp ứng một nguyện vọng nữa của ta nhé.
Không biết bên đó có nghe được ta nói không? Quỳnh qua bên bờ bên kia, nếu có thể nghe thấy thì Quỳnh hãy trả lời ta. Đợi ta nhé. Quân Thanh, Quỳnh có nghe thấy không? Quân Thanh, xin lỗi. Đời này ta đã phụ Quỳnh một lần, chôn vùi nửa cuộc đời của Quỳnh. Trong lòng ta bây giờ, Quỳnh là tất cả. Nhưng ta vẫn còn một chuyện quan trọng hơn phải làm. Ta mong rằng sau này Quỳnh có thể tha thứ cho ta, có thể tiếp tục yêu ta. Nhưng ta thề rằng sau này ta chỉ sống vì Quỳnh thôi. Xin lỗi Quân Thanh. Dương gia, sao giờ mới về? Tối qua ngủ lại quán trọ nên về trễ. Mạc Uyển cô nương đã về chưa? Đúng rồi, Mạc Uyển cô nương để lại bức thư cho ngài. Giấy kế ước. Quân Thanh, khi Quỳnh nhìn thấy lá thư này, tìm Mạc Uyển đã rời đi rồi. Không phải không yêu nữa, Dương gia, mà là yêu một người không kiên định quá mệt.
Chúng ta tạm biệt. Từ đây nhé. Xin gửi những lời sau đây cho người sẽ bên Quynh sau này. Quân Thanh là người trong nóng ngoài lạnh, nên đừng sợ hãi mà không dám lại gần vì sự lạnh lùng của Quynh ấy. Quynh ấy có yêu cầu về trà rất thái quá, nên đừng ngại ngần chuẩn bị thêm vài ly cho an toàn. Dù là Dương gia, nhưng chưa từng có nữ nhân bên cạnh, nên không hiểu tình cảm nam nữ. Cô phải chủ động một chút. Còn đến khi nào sẽ có hành động thân mật thì hãy làm theo dòng cuối cùng. Hãy thường xuyên đi dạo chơi cùng Quynh ấy. Tuy miệng Quynh ấy nói không thích, nhưng thực ra trong lòng rất muốn đi. Quynh ấy không muốn nhắc đến Mạc Tâm trước mặt người khác. Đây là một tâm bệnh. Đương nhiên, cũng có thể mượn nó để kiểm tra xem Quynh ấy có thích cô không. Quân Thanh, tình yêu của chúng ta bị đuối biển ngăn cách. Mạc Uyển trèo đèo lội suối, vượt núi vượt biển, nhưng khó mà san bằng được núi và biển. Chỉ tiếc là phải tạm biệt giữa đường, sẽ không trở về nữa. Mạc Uyển tạm biệt từ đây. Chúc Lan Quân sống những ngày tháng êm đềm, năm nào cũng bình an, có một mối nhân duyên đẹp như hoa. Hôm nay từ biệt, ai nấy sống vui vẻ. Quãng đời còn lại của Mạc Uyển cứ chậm chậm, không buồn không vui. Chỉ mong kiếp sau có thể thấy Quynh được bình an. Dương gia, thuộc hạ đã nghe ngóng được rồi. Nghe thượng vệ ở cung nói Mạc Uyển cô nương đã vào cung. Dương gia, dạ Hồng Dịch, cảnh tượng này có quen không? Chỉ đáng tiếc ngài không biết là ta ở trước mắt ngài không chỉ là Mạc Uyển, mà cũng là Mạc Tâm. Ta có cả hai ký ức, nên hiểu ngài muốn cái gì hơn bất kỳ ai.
Mạc Tâm. Tiểu nữ Mạc Uyển thành kiến hoàng thượng. Thì ra là Mạc Uyển cô nương. Lúc nãy trẫm đã ngẩn ngơ một lúc. Mời Mạc Uyển cô nương mau đứng dậy. Cảm ơn hoàng thượng. Hôm nay là 49 ngày từ khi tỷ tỷ mất. Tiểu nữ là hoàng thượng sẽ buồn trong lòng, nên đã đến đây để múa như một lời hỏi thăm. Mạc Uyển cô nương có lòng rồi, nhưng ngày thường Mạc Uyển cô nương sẽ không vào cung hỏi thăm trẫm. Chẳng lẽ hôm nay có gì muốn xin trẫm sao? Đúng là tiểu nữ có chuyện muốn xin hoàng thượng. Xin hoàng thượng cho tiểu nữ địa vị và vinh quang. Địa vị và vinh quang chẳng phải là dương phi của Túc Thương Dương cũng có được những thứ này sao? Túc Thương Dương chỉ là một bề tôi, tất cả vinh quang mà huynh ấy có được là do hoàng thượng ban cho, sao có thể so với chủ thiên hạ như hoàng thượng chứ? Đúng là có tham vọng, có hoài bão, giống như tỷ tỷ của cô. Đây cũng là lý do mà năm đó trẫm thích Mạc Tâm. Chỉ là cô có thể nào cho trẫm lý do vì sao trẫm phải đồng ý với cô không? Tuy hoàng thượng có 3.000 người đẹp trong hậu cung, nhưng cũng không bằng một mình tỷ tỷ. Chắc là cái chết của tỷ tỷ đã khiến trái tim của hoàng thượng rơi mất đi một góc, cảm thấy mất mát đi rất nhiều. Mà Mạc Uyển tự tin có thể bù vào góc trống đó. Túc Tương Dương, hoàng thượng đang có hẹn với người đẹp, không tiện gặp Túc Tương Dương. Người đẹp? Chẳng lẽ là Dương Mạc Uyển? Túc Tương Dương, ngài đừng làm khó nô tài. Thần đệ tạ Tương Dương, có chuyện quan trọng cầu kiến hoàng thượng. Túc Tương Dương đến rồi. Xem ra Túc Tương Dương đến là có chuyện gấp. Xin hoàng thượng cho phép tiểu nữ ra ngoài một lát. Tiểu nữ sẽ nói rõ với huynh ấy để chấm dứt. Được, đi đi. Cảm ơn hoàng thượng. Mạc Uyển, Dương gia đến là vì chuyện gì vậy? Sao muội lại ăn mặc thế này? Lá thư muội để lại cho ta là có ý gì? Ta đã viết rất rõ ràng trong thư rồi, Dương gia không thể không hiểu. Sau này Mạc Uyển không thể đi cùng Dương gia nữa. Mong Dương gia bảo trọng, đừng nhớ đến ta. Muội lại nói đùa với bản Dương rồi. Đừng bướng nữa. Ta đưa muội về phủ, đi. Ta không nói đùa. Dương gia, ta hy vọng huynh có thể nghe rõ mỗi câu sau đây ta nói. Kể từ giây phút này, Mạc Uyển và Dương gia không có liên hệ gì đến nhau. Dương gia cũng không cần gây thị phi vì Mạc Uyển.
Về cái này thì sao? Niệm tâm phụng chỉ, niệm tâm phụng chỉ thành người trong phủ Túc Thân Dương. Mỗi khi niệm tâm muốn gì, Dạ Quân Thanh bắt buộc phải đồng ý. Niệm tâm luôn đúng. Nếu cô ấy có sai thực, Mạc Uyển, muội nói thật với ta, rốt cuộc tất cả những chuyện này là vì cái gì? Tại sao muội trở nên như vậy? Có chuyện gì mà hai chúng ta không thể nào cùng nhau cánh giác sao? Chẳng phải muội đã đồng ý rồi sao? Nói muốn cùng ta rời khỏi chốn triều đình tranh giành lẫn nhau, sống một cuộc sống bình thường sao? Tình yêu khó giữ như gió, nỗi hận như xương sớm dễ tàn. Dương gia không thể không hiểu đạo lý này. Hơn nữa lòng người dễ thay đổi, chẳng phải Dương gia cũng thay lòng với tỷ tỷ sao? Bây giờ Mạc Uyển chỉ đang trao cho hoàng thượng cái tim mà lúc trước trao cho huynh thôi. Dương gia nghĩ kỹ xem, trên đời này làm gì có cô gái nào, đừng nói nữa, lại từ chối trở thành chủ thiên hạ, đừng nói nữa. Ta không tin, ta không tin muội lại rời xa ta như vậy.